Hello anh em nha, mình là Đoàn Phan Hiếu. Số điện thoại là 0977 896 908. Hôm nay quay con Yaris nha anh em. Đó, xe full mới trăm trăm. Xe ráp nha anh em. Đó, giấy tờ đi đường, số khung, số máy trùng cà vạt, trùng màu sơn. Xe ráp, nhưng ráp mà ráp đồ zin. Đó. Để tôi quay cận cảnh cho xem nha. Đây đồng hồ zin, kim trắng nha anh em. Này lóc da dét, tôi không chơi lóc bùa của da xe buýt lên nha, lóc zin da dét. Máy móc thì mới tinh hết. Bô 5BU nha anh em. Đó, lóc da dét thì quan trọng phải đi chung với lửa da dét luôn anh em ơi. Lửa da dét. Lửa da dét mới có IC đây nha, còn lửa da xe buýt là không bao giờ có nha anh em. Đó, lửa da dét 5BU nha. Đó. Đặt với xe tôi đi là đi đúng đồ luôn anh em ơi. Bình xăng là bình xăng zin của da dét luôn nè. Bình xăng zin nhập mới của da dét luôn nha anh em. Đó, bình xăng zin nha. Đó, lòng 5BU. Đó, lòng 5BU, lòng zin, lóc zin, lửa zin, bình xăng zin, đồ zin hết luôn nha. Xe rất đẹp nha anh em, hầu như là mới như xe thùng. 60 triệu thôi nha anh em ơi. Đó, anh em ở xa lên mua xem xe, mua bán trực tiếp nha. Việc rô đai châm xăng pha nhớt là chạy thôi nha. Xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình nha, 0977 896 908.